Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì mình lại vào bếp nấu đồ ăn dặm cho con mình đây cả nhà ơi. Thì hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu món ăn cho con mình gồm có mì này, rồi sườn và thịt bò cùng với lại quả đậu nhé. Thì trước tiên mình sẽ cho nước đun sôi, xong mình cho sườn vào, mình trần qua cái sườn để cho cái nước bẩn nó ra hết, xong sau đó thì mình với đi mình bắt đầu đem cái sườn này đã trần qua rồi, xong mình đem đi mình rửa, mình lấy cái nước mới vào rồi, xong mình bắt đầu linh lên khoảng 30 phút, và đây là cái nước mà mình đã linh xong, mình vớt hết cái sườn kia ra và mình lấy cái nước này để mình bắt đầu cho các cái đồ kia vào để mình nấu cùng. Giờ thì nước đã sôi, bắt đầu mình cho mì vào này. Sau đó mì xong thì mình cho toàn bộ các cái thịt bò vào cùng này, rồi mình cho cái quả đậu. Giờ thì bé nhà mình cũng lớn một tuổi rồi, cho nên là mình cũng không cần phải nấu xong rồi để xay ra cho bé, mà bây giờ mình sẽ thái nhỏ ra. Giờ thì nước đã sôi thì mình sẽ hớt toàn bộ cái nước bọt bẩn này ra nhá. Thì cái bọt bẩn này là nó ở cái thịt bò nó ra đấy, chứ còn ở cái nước xương thì mình đã linh và mình luộc kỹ rồi, cho nên là mình đổ hết nước bẩn đấy rồi, không còn lại cái bẩn nữa. Nhưng mà ở cái thịt bò ấy, nó ra rất là nhiều cái bọt bẩn đấy đấy, nên mình phải hớt hết đi. Bé nhà mình được cái là trộm vía nuôi rất là dễ ăn, cho nên là nấu bé cũng ăn được, mà kể cả mình mua cái đồ ăn sẵn cho bé thì bé cũng ăn. Nhưng mà cái đồ ăn sẵn thì mình thấy là nó không tốt cho sức khỏe như là mình tự nấu như thế này. Vì tự nấu như thế này thì cũng đủ chất dinh dưỡng hơn cho bé ấy. Buổi sáng bé nhà mình trước khi đi học ấy, thì bé dậy rất là sớm, 6 giờ là bé đã dậy rồi. Xong bắt đầu bé uống một bình sữa khoảng 220ml sữa. Sau đó khoảng đến 8 giờ sáng thì bé lại ăn một bát bột mà mình bột khoai tây, xong mình nấu với lại trứng với nước xương. Xong bé ăn xong thì bé mới đi lớp. Mà bé đi lớp xong bé lại còn mang đi sữa chua rồi các cái đồ bánh bích quy lọ kia đến lớp, mà bé cũng ăn tốt lắm. Cái gia vị này thì mình nấu gần xong ấy, thì mình mới cho gia vị nhé. Thì mình cho một chút cái nước mắm một chút này, với lại cái gia vị nấu súp của Đức ấy, với lại một chút dầu ăn nữa. Giờ thì mình đã nấu xong cái món mì bò với lại quả đậu cho bé hôm nay rồi. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi video của mình. Và mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ.